Thời gian gần đây, ý thức cảnh giác của người dân và công tác phòng chống tội phạm cướp giật của lực lượng bảo vệ an ninh đã được nâng cao. Tuy nhiên, thủ đoạn của bọn cướp cũng ngày càng tinh vi hơn. Chúng chuyển từ cướp giật sang dàn cảnh cướp giật. Liệu người dân khi đối diện với những thủ đoạn này có nhận ra? Hoặc nếu chứng kiến vụ việc, bạn sẽ xử lý thế nào? Hôm nay, camera giấu kín sẽ lột tả một trong những thủ đoạn mà bọn cướp áp dụng. Điều gì sẽ xảy ra? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để thực hiện tình huống này, diễn viên Thành Tài và Ngọc Yến sẽ vào vai bọn cướp. Và Như Quỳnh sẽ đảm nhận vai nạn nhân. Công viên phía sau sân vận động Cần Thơ, một cô gái đang ngồi trên ghế đá ở công viên và trên tay là chiếc điện thoại đắt tiền. Từ xa, một đôi thanh niên nam nữ lao xe tới gần cô gái. Người nữ ngồi sau nhanh chân xuống xe và bất ngờ tiến đến la lối và đánh tới tấp vào mặt cô gái. Đây có phải là một vụ đánh ghen? Chồng tao là ai vậy? Rồi mày biết? Mày hả? Chị ai vậy? Mày giật chồng tao, sao chồng tao mày giật? Chồng như ai? Bà con ơi, con đã giật chồng tôi nè. Trời, chị có lộn rồi không? Chị ai vậy? Tao có lộn, tao theo dõi mày lâu lắm rồi. Mày giật chồng tao nè. Chồng như ai? Là ai hả? Đánh mày đi rồi hả nói? Giật chồng tao nè. Chồng như ai vậy? Em không có gì, chị là ai hả? Mày giật chồng tao mày còn chối hả? Mày giật chồng tao mày còn chối hả? Hai diễn viên đang giằng co xung đột nhằm thu hút sự chú ý của người xung quanh. Em có biết chồng như ai đâu. Chồng tao hả? Là cái thằng mua điện thoại cho mày đó. Mày hả? Mày giật chồng tao. Bữa nay tao cho mày chết. Đưa điện thoại đây. Điện thoại của em mà. Đưa điện thoại đây. Và điều chúng tôi mong đợi đã đến. Một anh thanh niên từ phía bên kia công viên đã nhanh chân chạy qua. Điện thoại của em mà. Nói với chồng của tôi. Điện thoại này chồng tôi mua cho nó nè. Cái điện thoại của em. Trời, không lấy tài sản người ta. Chồng tôi mua điện thoại cho nó. Điện thoại này của chồng tôi nè. Cái điện thoại này lắm. Của em mà. Em có biết chồng chị là ai đâu. Cái điện thoại của con. Cái điện thoại chị trả điện thoại cho em. Anh ghi chặt đuôi xe tên cướp và rất nhanh trí kêu gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh. Xin cảm ơn anh. Trả điện thoại cho em đi. Đánh rồi thôi gì quanh. Em đi biết không biết ai vậy. Anh không có phần xử. Điện thoại này của chồng tôi mua cho nó. Của chồng tao mua cho mày đó. Công an bệnh thì kêu qua đi giải quyết. Đánh người còn lấy tài sản của người ta nữa. Của chồng tao mua cho mày, giờ tao lấy lại nè. Đi đi. Tao cũng có trả tao lại. Tình huống thứ hai, gần một quán cà phê ven bờ kè công viên sông Hậu. Vị trí của diễn viên đã được xác định. Mày lấy con giật chồng tao nè. Cái gì? Đứng lại. Gì làm gì? Mày giật chồng tao chứ gì? Gì làm gì? Tao nói cho mày biết nha. Gì mày hả? Vụ việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Mày theo chồng tao nữa là mày chết với tao nha. Tao nói cho mày biết gì đó. Tuy nhiên họ chỉ đứng nhìn, thậm chí khi cô gái đã bị đánh ngã xuống lề đường và có người đã dưỡng dưng. Cái mày cho mày bỏ cái thôi nha. Giật chồng nè, giật chồng. Chỉ có một người phụ nữ chạy đến. Giật chồng nè. Tao hả? Bỏ nha mày. Đừng đi theo chồng tao nữa nha. Thôi đi. Giật chồng tao hả? Cho đến khi hai diễn viên trong vai cướp bỏ đi, mọi người trong quán cà phê mới ùa ra. Ở tình huống này, vụ dàn cảnh đánh ghen cướp điện thoại đã không được những người xung quanh nhận ra. Nãy giờ con cũng có lên được đâu. Mà con nhỏ đó nó cũng có quen. Con không biết, không biết ai hết. Tự nhiên lại nói con giật chồng người ta, con cũng đâu biết gì đâu. Trời ơi, chị tưởng điện thoại của nó chứ đâu biết điện thoại của cưng. Biết của cưng chị lụm mày. Ôi mày cưng, mày cưng.
theo chúng tôi chọn một địa điểm rất gần một quán nước mía. Nhỏ kia bước xuống xe. Làm gì vậy? Mày giật chồng tao nè. Mày giật chồng tao nè. Làm gì vậy? Chị là ai vậy? Mày hỏi tao là ai hả? Mày giật chồng tao chứ ai? Chồng chị là ai? Em muốn biết chồng là ai hả? Mày giật chồng tao nè, tao nói cho mày biết nghe. Mày bỏ nghe, không thôi là một người phụ nữ đang bán vé số gần đó chứng kiến vụ việc và chị đã can ngăn. Mày bỏ nghe. Mày còn theo chồng tao nữa hả? Cho mày chết đó. Cho mày chết đó. Ngay khi nhận ra cô gái bị cướp, chị đã nhanh chân giữ bọn cướp lại. Nó giật chồng tôi. Này. Điện thoại của chồng tôi mà. Ủa nghe. Bỏ cái điện thoại đó ra. Điện thoại của chồng tôi. Lấy cái điện thoại đó. Nó là sao? Nó giật chồng tôi. Chị đi hộ con. Lấy cái điện thoại này cho nó nè. Thôi. Ủa nghe. Bỏ cái điện thoại thôi. Buông. Mày bỏ cái điện thoại ra. Trả điện thoại cho chồng tôi. Điện thoại cho buông kia. Mày lấy cái điện thoại này coi. Cướp cái gì? Cái điện thoại. Tình huống tiếp tục được thực hiện. Mục tiêu lần này của chúng tôi là những người chạy xe trên đường. Chúng ta chờ xem họ có nhận ra tình huống gian dựng để cướp điện thoại hay không. Nó đi xuống xe. Cái mày giật chồng tao nè. Tao nói cho mày biết nha. Mày lỡ con giật chồng tao. Tôi có biết chuyện mày đâu. Mày giật chồng tao mà nói vậy. Em mới giật chồng đi chứ. Chồng mày giật chồng tao. Tiến hỏi. Mày giật chồng tao nè. Tao nói cho mày biết. Bữa nay hả? Chị nào bữa nay tao nói. Tao có biết chuyện cho mày bỏ nè. Cho mày bỏ. Bỏ giật chồng tao. Một phụ nữ chở theo một cô con gái đã dừng lại theo dõi vụ việc. Con biết chị là ai hết vậy? Cho mày bỏ giật chồng tao. Chị đã bước xuống xe ngay sau đó và lập tức nhiều người khác cũng nhanh chân chạy đến. Ở tình huống này, những người xung quanh đã xử lý khá tốt. Cả hai mẹ con người phụ nữ đã dũng cảm can ngăn khi cô gái bị đánh. Còn cụ già với đôi chân thập khiển đã hết sức nhanh trí nhận ra thủ đoạn của bọn cướp, hô hoán mọi người cùng giúp đỡ và chặn đứng được ý đồ của hai tên cướp. Thôi trả cho ta đi cưng ơi. Ta nhiêu được rồi. Thôi đi cưng ơi. Thôi đi được rồi. Nói chồng của tôi. Thôi. Em bây giờ em quýnh người ta nhiêu. Thôi được rồi. Bây giờ chị nói thôi đi. Tôi muốn lấy điện thoại lại. Buông ra. Địa điểm tiếp theo chúng tôi lựa chọn là công viên Bến Ninh Kiều. Các máy quay đã sẵn sàng. Ekip chương trình đã cùng vào vai những người đi dạo trong công viên để theo dõi sát diễn biến của tình huống. Là mày đừng có chấp chồng tao. Tao nói cho mày biết nghe. Nghe mày. Chồng với ai? Chồng tao là ai hả? Chồng tao là thằng mày làm gì vậy? Chị đi làm gì vậy? Mày hả? Mày hả? Mày còn theo chồng tao nữa hả? Cho mày chết với tao nghe mày. Làm gì vậy? Chồng với là ai? Em tao nói mày nghe, mày bỏ nghe. Chồng tao là mày. Chồng tao là mày. Chồng tao là ai hả? Mày hả? Tao nói cho mày biết nha. Lần này lần cuối cùng nha. Nói cho chị mày biết. Chị đi làm ra, chị có nhầm người không vậy? Em không biết có nhầm ai đâu. Mày nè, tao theo mày mấy tháng nay rồi cho mày biết gì đó. Vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Cho mày biết. Và rất may, có khá nhiều người đã đến giúp cô gái. Mày mà không bỏ hả? Mày hả? Bỏ đi cưng. Họ càng quyết liệt giúp đỡ hơn khi thấy cô gái giằng co chiếc điện thoại với bọn cướp. Nói về chồng của tôi. Nói về chồng của tôi đó. Trả lại đi. Mày chồng tao mày nói cốt nữa hả? Em muốn gì lại? Chồng gì lại? Tôi đương nhiên gì quýnh em gì vậy? Uống em. Ở 5 tình huống được camera giấu kín quan sát hôm nay, nạn nhân đã nhận được sự ứng cứu nhiệt tình và nhanh trí của mọi người xung quanh. Họ đã xử lý nhanh khi nhận ra đây là một vụ gian cảnh đánh ghen để cướp giật. Mặc dù vẫn còn đâu đó một chút thờ ơ, một chút e dè trước cái xấu, thế nhưng chúng tôi tin rằng những điều tốt đẹp, những con người dũng cảm giúp người bị nạn sẽ được nhân rộng hơn nữa, để chúng ta cùng nhau đẩy lùi mảng tối ra khỏi xã hội. Tại vì nếu mà dọc đường nếu có đánh ren thánh gì đó thì không có thể lấy tài sản của người ta. Lấy tài sản của ta là không đúng. Nhưng mà tôi cũng thấy rất là nhiều người, như nãy tôi la lên rất nhiều, cũng nhiều người rất là thờ ơ, không có tiếp tôi được gì hết.
nếu chút xíu nữa là tôi đóng nó vuột mất cái gian rồi. Nếu như bình thường người ta đánh ghen hay là đánh cướp một cái gì đó, người ta không phải là tỏ ra một thái độ vậy, mà có những người chuẩn bị sẵn để lại là tìm cách là moi đồ, lấy đồ của người khác. Nhìn mình cảm thấy là nó không có giống như cái cuộc đánh nhau, đánh ghen hay là muốn đánh hay là muốn sử dụng hành hung người khác thì nó khác. Người ta làm rất lạ để người ta di chuyển. Còn cái này là như tình huống hồi nãy, giống như là moi đồ của người khác để lấy thôi. Tôi chỉ nghĩ là làm sao giữ cái hai cái đối tượng đó lại, làm mọi cách giữ hai đối tượng đó lại để mời những cái cơ quan chức năng đó lại để giải quyết, có chuyện gì thì về đó giải quyết, chứ không có nó làm như vậy, không thể lấy tài sản của người khác được. Đối với người tiêu dùng mà nếu sử dụng những cái thiết bị mà đắt tiền như vậy, nên ra đường hạn chế, hoặc những nhân viên vắng người hạn chế đem ra sử dụng. Tại vì những cái thiết bị lúc hàng chục triệu lận thì nó cái đó là những cái mà món mồi mà những cái gian nó nhắm đến. Cô thấy rằng là em đó mặc dù là cũng bất xuất, giả sử có ghen hay chồng mình thì phải từ từ nói chuyện hay có pháp luật để can thiệp, chứ đâu có đánh người ta như vậy được, mà giật điện thoại như vậy là không được. Dù ai cũng phải bảo vệ cho nhau. Nếu mình thấy vậy thì mình phải giữ cái người mà đánh người kia cướp giật tài sản lại. Thứ nhất là điện cho công an ở nơi gần nhất thì có bảo vệ trật tự để cho bảo vệ người đó thì khỏi mất tài sản. Chị thấy chắc em này quánh nhầm người quá à. Thấy gì thôi, quánh nhiều thôi. Chị không biết rành nữa, không biết có sự thật hay không. Thôi lỡ quánh người ta vài cái thì thôi, quánh nhiều quá tội nghiệp người ta. Đánh rồi cái tìm giật điện thoại nữa. Chị nói trời sao mà giật điện thoại, thôi trả lại cho em này đi. Có để như là để phân giải sao đi sao mà tự nhiên người quán nó giật điện thoại nữa, chị có không biết làm sao nữa. Chị đi chị thấy vậy, nhiều khi thấy vậy thì chị càng vậy thôi. Chị đang mời khách nè, chị thấy ấy rồi chị chạy lại đó, khách ra bỏ đóng đó kìa. Chị đưa đi chợ nổi, người ta thấy nói là đánh ghen á, giật chồng á, người ta nói để đánh cho chết luôn đi. Hồi nãy có người nói là cho đánh chết luôn đi, nhưng mà chị thì không nghĩ gì, nhầm khi cũng có cái hiểu lầm. Như nãy em mới thấy mà cái gì, tôi biết chồng chị là ai thì nhớ nó, nhầm khi thì chị nghĩ là bé này nó còn nhỏ quá, nó còn đang đi học mà làm sao mà có thể giật chồng được. Thì chị nghĩ vậy thì chị mới lại giờ mình can ra đi thì can ra chắc ăn. Kêu anh em ở đây buôn bán đây nè, lại tiếp coi cái vụ này sao, quýnh ba bốn người, quýnh người vậy đó. Thấy đây người ta xuống lại, anh em ta lại. Cấp chú trữ nó quýnh lộn trẻ nắm đầu, nên tôi kêu mấy anh em quýnh banh á. Lại chặn lại.